Người khổng lồ này trông thật dữ tợn, tốc độ thái rau của hắn cũng rất nhanh nhẹn. Vừa xử lý xong đám rau thì hắn lại quay sang cuộn người đàn ông lại, sau đó bỏ chung chỗ với hai chú heo. Bước tiếp theo, người khổng lồ dùng ba cây tăm để xiên cố định, xém chút đã đâm vào điểm yếu của anh ta. Người khổng lồ bắt lấy một cô gái xinh đẹp từ chiếc lồng, hắn chuẩn bị thái cô thành từng lát. Đột nhiên có một người đàn ông dùng dao găm sau đó đâm vào sau gáy hắn. Một đòn chí mạng này đã tiễn đưa người khổng lồ về nơi an nghỉ cuối cùng. Chàng trai này tên là Jack. Lúc Jack còn nhỏ đã từng được nghe truyền thuyết về người khổng lồ. Truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa có một nhóm đạo sĩ đã gieo xuống đất những hạt đậu ma thuật. Đậu thần sau khi gặp nước sẽ phát triển thành một cái cây siêu to khổng lồ. Nó lớn lên có thể đâm xuyên qua mây. Những đạo sĩ tò mò nên đã trèo lên đến ngọn cây. Họ nghĩ rằng bản thân đã đến được thiên đường. Nhưng không ngờ điều chờ đón bọn họ lại là tộc người khổng lồ. Hành động này của họ như đã chọc chúng vào tổ ong vò vẽ. Người khổng lồ đi theo đường cây đậu thần xâm nhập vào thế giới của loài người. Bọn chúng giết người vô số, chuyện ác gì cũng làm. Nhưng điều đáng sợ nhất là bọn chúng thích ăn thịt người. Quốc vương Eric muốn đuổi cổ đám người khổng lồ đi, nên ông đã tập trung các đạo sĩ lại, dùng trái tim của người khổng lồ. Sau đó dùng phép thuật để luyện nó thành một chiếc vương miện. Sau khi Eric đeo vương miện lên thì đám người khổng lồ quỳ rạp dưới đất. Chúng trở nên vô cùng nghe lời. Eric ra lệnh cho chúng quay lại trời, sau đó cho các binh sĩ chặt đứt cây. Nhờ đó mà loại người mới được bình yên trở lại. Sau khi quốc vương mất đi, vì để ngăn cản lịch sử lặp lại, ông ấy ra lệnh cho các hộ vệ đem vương miện và hạt đậu thần cho chúng vào trong quan tài, để chúng chôn vùi dưới lòng đất cùng với ông. Sau khi Jack nghe xong câu chuyện đã hoàn toàn tin rằng người khổng lồ là có thật. Cậu đã âm thầm quyết định rằng, sau khi cậu lớn lên sẽ trở thành một người canh giữ người khổng lồ, bảo vệ sự bình an cho con người. Trong chớp mắt Jack đã trưởng thành. Nhưng giờ cậu ấy không phải là một người canh giữ người khổng lồ, mà là một người nghèo đời thứ hai. Vì để có tiền tu sửa lại căn nhà cũ kỹ, cậu ấy chỉ đánh dắt ngựa đi bán kiếm tiền. Khi vừa đến thị trấn, Jack đã bị một đoàn kịch thu hút. Khi cậu vào trong xem kịch thì cậu nhìn thấy mấy người đàn ông say xỉn. Họ đang trêu ghẹo một cô gái xinh đẹp. Gặp chuyện bất bình, Jack liền tiến lên muốn bảo vệ cô gái, nhưng lại bị một tên trong đó cho một đấm. Sau khi Jack đứng lên thì phát hiện mọi người đều đang quỳ dưới đất. Hóa ra cô gái xinh đẹp đó chính là công chúa. Cô đã được hộ vệ đón đi. Jack nhìn theo hướng công chúa rời đi mà lòng buồn mang mác. Còn chưa thả được cái thính nào mà xe ngựa của cậu đã bị trộm mất. Bên này quốc vương đang lên kế hoạch tổ chức một lễ cưới. Ông muốn gả công chúa cho tổng quản hoàng cung là Lord, cũng chính là người đàn ông có râu quai nón này đây. Một hôm Lord quay về phòng của mình thì ông phát hiện căn phòng đã bị lục tung hết cả lên. Món đồ ông cất giấu bên trong sách cũng không cánh mà bay. May mắn là vương miện ông giấu trong chậu cây vẫn còn. Hóa ra Lord đã trộm lấy vương miện và hạt đậu thần, thứ vốn dĩ phải nằm trong quan tài của quốc vương Eric. Ông ta nhớ lại tên đạo sĩ mình vừa chạm mặt lúc nãy. Ông hạ lệnh phong tỏa cổng thành ngay lập tức và tiến hành lục soát toàn kinh thành. Khi đạo sĩ nhìn thấy tình cảnh này, hắn hiểu ra bản thân không thể chạy thoát được. Khi quay đầu thì nhìn thấy Jack, hắn muốn dùng bảo bối đổi lấy ngựa của Jack. Hắn nói với Jack rằng đây không phải là hạt đậu bình thường, từng hạt đều là bảo vật vô giá. Sau khi cậu ra khỏi cổng thành thì hãy đi đến nhà thờ, đến đó sẽ có người ra giá cao để mua lại. Jack còn chưa phản ứng kịp thì tên đạo sĩ đã lên ngựa chạy mất dép. Do hắn để kiểu tóc không giống ai nên rất nhanh đã bị binh sĩ bắt lại. Sau một hồi ăn đánh sấp mặt, nhưng đạo sĩ vẫn không khai ra tung tích của những hạt đậu thần. Trong lúc tức giận, Lord đã thẳng tay đưa đạo sĩ đi gặp mặt Diêm Vương. Chú của Jack khi biết được cậu dùng ngựa đổi lấy vài hạt đậu, ông ấy cực kỳ tức giận. Ông thẳng tay quăng những hạt đậu đó xuống nền nhà. Một trong số đó vừa hay lại lọt qua tấm ván rồi rơi xuống đất. Phía bên này, công chúa đến tìm quốc vương. Cô nói rằng mình không muốn gả cho Lord, nhưng quốc vương lại từ chối đề nghị của cô. Tâm trạng của công chúa lúc này cũng giống thời tiết bên ngoài. Mưa to gió lớn, công chúa quyết định cưỡi ngựa bỏ trốn khỏi hoàng cung. Công chúa đang muốn tìm nơi để trú mưa thì vô tình đến đúng nhà của Jack. Jack rất vui khi được gặp lại công chúa. Anh nhanh chóng mời công chúa vào nhà. Hai người nói chuyện một hồi thì họ phát hiện ra cả hai có rất nhiều điểm chung. Jack còn mang quyển sách về người khổng lồ mà mình luôn giữ gìn trao tặng cho công chúa. Ngay trong lúc này, nước mưa trên sàn chảy xuống chỗ hạt đậu rơi xuống ban nãy. Đậu thần sau khi gặp nước thì lớn nhanh kinh khủng. Jack nhìn thấy công chúa sắp bị đưa lên trời cùng với đậu thần. Anh cầm rìu muốn chặt đứt dây leo, nhưng ván gỗ dưới chân anh lại đột nhiên gãy làm đôi. Nó làm anh bị rơi xuống dưới. Sau khi tỉnh lại thì anh đã bị hộ vệ của quốc vương bao vây. Quốc vương hỏi Jack tại sao lại có được đồ vật của công chúa. Jack kể hết đầu đuôi câu chuyện. Anh nói rằng công chúa đã bị cây đậu thần đưa lên trời. Quốc vương lập tức hạ lệnh cho hộ vệ nhanh chóng đi cứu công chúa. Lord đoán rằng những hạt đậu thần đã mất hiện đang nằm trong tay Jack. Đồng thời ông ta đề nghị cho Jack tham gia vào đội cứu viện. Jack vì muốn cứu công chúa nên đã đồng ý ngay. Đoàn người trèo lên cây đậu thần. Trải qua một đêm dài, cùng vô số gian nan thử thách, cuối cùng họ cũng đến được ngọn cây. Điều khiến người ta ngạc nhiên chính là phía trên tầng mây lại có một tòa thành trên không, mà đây chính là địa bàn của tộc người khổng lồ. Đoàn người chia làm hai đường để tiếp tục tìm kiếm công chúa. Trước khi xuất phát, Lord cùng thuộc hạ ngăn Jack lại và bảo Jack hãy giao những hạt đậu còn lại ra. Vì để giữ được tính mạng, Jack chỉ đành giao ra đậu thần. Nhưng anh cũng lén giữ lại một hạt rồi tiến vào bên trong. Jack và một thành viên khác dẫm phải bẫy nên bị treo trên cây. May mà anh nhanh chóng dùng dao cắt đứt lưới rồi trốn ra ngoài. Lúc này người khổng lồ đi đến, hộ vệ sợ hãi nhanh chóng nấp sau thân cây, còn Jack thì lặn dưới nước. Người khổng lồ không chỉ có thể xác to lớn mà các giác quan cũng cực kỳ nhanh nhạy. Người hộ vệ sau khi bị phát hiện đã nhanh chóng bỏ chạy, nhưng người khổng lồ chỉ cần hai bước chân đã đuổi kịp. Chúng ấn hộ vệ trên mặt đất, còn dí mũi vào người ngửi. Chính hương vị này.
Đội trưởng thấy vậy không những không sợ hãi, ông còn tiến lên đánh trả nhưng lại bị người khổng lồ đá bay. Sau đó chúng cầm hai tay hai người chuẩn bị về nấu bữa tối. Jack âm thầm đi theo sau lưng người khổng lồ. Anh được dẫn đến một hang động, ở bên này Lót cũng gặp phải người khổng lồ. Một tên thuộc hạ của ông sau khi bị bắt đã bị ăn sống ngay tại chỗ. Ngay khi Lót sắp sửa bị bắt thì ông ta đã nhanh chóng lấy vương miện của Eric ra. Ở bên trong hang động, đám người khổng lồ đang tập trung lại họp nội bộ. Người khổng lồ hai đầu bắt một tên hộ vệ để tra hỏi. Có bao nhiêu người đến đây? Người hộ vệ thà chết chứ không chịu khai. Kết cục là anh ta bị người không hồ ăn tươi nuốt sống. Lúc này Lót đeo vương miện đi đến hang động. Đám người khổng lồ nhìn thấy vương miện thì đều sợ hãi quỳ gối. Công chúa rất vui vì nghĩ rằng mình sắp được cứu. Nhưng không ngờ Lót lại nói mình đến đây không phải để cứu người. Ông ta muốn lợi dụng người khổng lồ để thống trị nhân loại. Đám người khổng lồ vui mừng hoan hô khi biết chúng sắp được trở lại thế giới loài người. Lót bảo người khổng lồ cứ ăn sạch đám người này trước. Ngày mai sẽ cùng nhau đến thế giới loài người. Đầu bếp khổng lồ xách theo đám người đến phòng bếp. Hắn ném đội trưởng lên một lớp bột cán mỏng sau đó cuộn lại. Người khổng lồ lấy ra ba cây xiên để cố định. Xém chút nữa đã tiệt giống nòi của đội trưởng rồi. Trong lúc hắn đang chuẩn bị thái lát công chúa, thì Jack đã kịp dùng dao găm đâm vào sau gáy của người khổng lồ. Nỗi đau bất ngờ ập đến khiến cho người khổng lồ liều mạng vùng vẫy. Kết quả là hắn tự đập đầu vào tường rồi chết. Sau khi Lót nhìn thấy thi thể, thì ông ta sai người khổng lồ đến canh giữ cây đậu thần để ngăn cản con người bỏ trốn. Ba con người vừa mới thoát chết đã tìm đến gần cây đậu thần. Họ phát hiện tên canh gác đang ngủ say. Jack nhanh trí nghĩ ra một cách. Anh lấy tổ ong thả vào trong mũ của người khổng lồ. Người khổng lồ không ngừng kêu la đau đớn. Kết quả là bị trượt chân rơi thẳng xuống phía dưới. Đội trưởng bảo Jack đưa công chúa đi trước, còn bản thân ở đây tìm cơ hội lấy lại vương miện. Cơ thể người khổng lồ rơi xuống mặt đất rồi vỡ thành từng mảnh. Quốc vương cảm thấy hoang mang thật sự khi ông nhìn thấy sự tồn tại của người khổng lồ. Nếu như toàn bộ người khổng lồ đều xuống đây thì tất cả bọn họ sẽ tiêu đời. Vì để bảo vệ người dân, quốc vương hạ lệnh chặt đứt cây đậu thần. Mà trong lúc này công chúa và Jack, họ đang vừa tâm sự vừa leo xuống. Ngày hôm sau, Lót đưa người khổng lồ đến gần cây đậu thần. Đội trưởng đã sớm mai phục bên cạnh, ông tìm cơ hội lôi Lót ra đánh một trận. Người khổng lồ hai đầu ngăn không cho người đến giúp đỡ. Hắn muốn mượn dao giết người. Đội trưởng tìm cơ hội đâm thẳng dao vào trái tim của Lót. Người khổng lồ hai đầu xách thi thể của Lót lên. Hắn tháo vương miện ra đeo vào tay mình. Sau đó hắn lại trở thành người đứng đầu đám người khổng lồ. Trong khoảnh khắc trước khi cây đậu thần gãy xuống, Jack đã ôm công chúa đáp đất bình an. Đội trưởng bên này cũng treo xuống theo cây đậu thần. Sau đó thành công nhảy xuống hồ nước. Quốc vương nhìn thấy công chúa trở về bình an, cả hai vợ chồng đều vui đến phát khóc. Jack chào tạm biệt công chúa, cả hai giờ phải xa nhau từ đây. Người khổng lồ hai đầu phát hiện ra túi hạt đậu thần mà Lót đánh rơi. Hắn thổi những hạt đậu xuống nước. Sau đó từng cây đậu thần lớn nhanh như thổi. Đám người khổng lồ đu theo cây để tiến vào thế giới loài người. Jack đang chuẩn bị rời đi thì anh lại nhìn thấy những cây đậu đang lớn dần. Anh nhanh chóng cưỡi ngựa đuổi theo đoàn người của quốc vương. Jack lớn tiếng kêu gọi mọi người mau chạy đi. Đám người khổng lồ sau khi đáp đất thì điên cuồng đuổi theo con người. Một tên khổng lồ bắt được một hộ vệ đang cưỡi trên lưng ngựa. Hắn dùng chày đánh bay người đó lên thiên đàng. Ngay trước lúc họ bị đám người khổng lồ bắt được thì mọi người đã nhanh chóng quay về thành. Các binh sĩ trong thành nhận thấy tình huống nguy cấp, họ bắt đầu đổ dầu xuống sông, sau đó châm lửa lên mũi tên rồi bắn. Hồ nước giờ đây đã biến thành hồ lửa, nó hình thành nên một bức tường bảo vệ. Trong lúc nguy cấp, Jack phóng ngựa thật nhanh lên cầu. Tên khổng lồ hai đầu cũng nhanh chóng bám víu vào đó. Các binh sĩ nhanh chóng phóng tên khiến cho hắn rơi xuống hồ. Nhưng hắn lại không hề chết mà hắn lại thuận theo dòng nước bơi vào trong thành. Trong lúc mọi người đang vui mừng thì đám người khổng lồ đã dùng móc câu vào cầu nối với cổng thành. Đồng thời chúng cũng bắt đầu dùng sức kéo nó xuống. Quốc vương nhận thấy chuyện đã nguy cấp nên ông đã lệnh cho công chúa đi đốt pháo, cầu xin các nước láng giềng giúp đỡ. Bên này, người khổng lồ hai đầu đã chui lên mặt đất. Trùng hợp chúng lại gặp được Jack và công chúa. Dưới sự truy đuổi của người khổng lồ, hai người cố gắng chạy lên phía trên, nhưng họ vẫn bị người khổng lồ bắt được. Jack cầm lấy rìu nhảy vọt lên. Anh định sẽ bổ thẳng vào đầu tên khổng lồ kia nhưng lại bị hắn bắt bài. Ngay trong thời khắc nguy cấp này, Jack lấy ra hạt đậu thần mình lén giữ lại từ trước. Sau đó anh ném thẳng vào trong bụng của người khổng lồ. Đậu thần gặp nước nên bắt đầu lớn nhanh như thổi. Cây thần lớn lên khiến cơ thể người khổng lồ bị xé rách thành từng mảnh. Người khổng lồ tay mang vương miện ngã gục bên cạnh Jack. Phía bên ngoài thành, đám người khổng lồ đã kéo ngã cầu nối. Đội trưởng ngay lập tức hạ lệnh đóng cánh cửa sắt cuối cùng lại. Họ đang chuẩn bị liều chết để chiến đấu, nhưng tiếc là người khổng lồ quá lớn mạnh, chúng chỉ dùng một gậy đã đánh vỡ cổng sắt. Cả đoàn người khổng lồ hùng hổ đi đến, nhưng những con người này lại không thể làm được gì. Ngay trong lúc đó, đám người khổng lồ lại buông bỏ vũ khí, quỳ rạp xuống đất. Mọi người cùng quay đầu nhìn thì họ phát hiện Jack đang đội vương miện đi lại đây. Mười ngón tay của công chúa và Jack nắm chặt lấy nhau. Cuối cùng các binh sĩ cũng có thể hô hào thắng lợi rồi. Jack hạ lệnh cho đám người khổng lồ phải quay về trời ngay lập tức, sau đó lại chặt đứt cây đậu thần. Quốc vương cũng đã cho phép công chúa lấy Jack. Còn với chiếc vương miện khiến người khổng lồ sợ hãi đã được đưa vào bảo tàng để giữ gìn. Độ phim điện ảnh này được quay với kỹ thuật 3D, hiệu ứng thị giác của phim khá ấn tượng. Bộ phim này rất thích hợp để phụ huynh cùng xem bầu bạn với con trẻ. Video hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Tạm biệt cả nhà yêu.